đầu tư 252 tỷ đồng, khởi công vào đầu năm 2024. Công trình gồm một sân vận động với quy mô 8.000 chỗ ngồi, các hạng mục phụ trợ, nhà thi đấu, đường giao thông. Theo thiết kế, sân vận động được lấy ý tưởng từ con thuyền vỏ trấu trong sự tích về hồ Ba Bể. Hai bên khán đài chính sẽ thiết kế mái bạt như cánh buồm vượt sóng, kết hợp tạo hình dãy núi đá Lũng Nham nổi tiếng của tỉnh Bắc Cạn. Theo ghi nhận của phóng viên, trên đại công trường, hàng trăm công nhân cùng các trang thiết bị máy móc đang tiến hành san gạt, tạo nền mặt bằng cho sân. Các chỗ đất ở đồi cao được san gạt xuống vị trí thấp trũng, khuôn viên của sân vận động dần lộ diện. Ngày 11 tháng 7, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Hoạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Huyền Tụng cho biết, dự án sân vận động tỉnh trên địa bàn có diện tích hơn 20 ha, hiện công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành. Công trình sân vận động phấn đấu đưa vào sử dụng vào cuối năm 2025. Dự án xây dựng sân vận động tỉnh Bắc Cạn và các hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư 252 tỷ đồng do Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Cạn làm chủ đầu tư đã bắt đầu được triển khai thi công. Nằm tại phường Nguyễn Thị Minh Khai, sân vận động mới này sẽ có sức chứa 8.000 khán giả sau khi hoàn thành.